Đầu tiên thì Long xin giới thiệu với anh em những cái món quà mà Long có thể dành tặng cho anh em ha. Đây là những cái nhánh cỏ, gọi là cỏ phao hay cỏ thái, cỏ gà, cỏ vịt gì đó. Thì nói chung anh em chơi cá thì rất thích cái loại cỏ này. Đây là một ha. Rồi Long cũng có rất nhiều rong bèo nữa. Đó, rong bèo. Thì những cái món này nếu mà anh em mình không cần thì nó không có là gì hết, nó là rác thôi. Nhưng mà nếu mình cần thì nó rất là quý ha. Thì khi mà anh em mua cá nè, hoặc là anh em mua Artemia bên Long, anh em mua bất kỳ cái sản phẩm nào bên Long thì anh em cứ nói Long một tiếng, Long sẽ tặng cho anh em ha. Này, hàng này là hàng để dành tặng cho anh em nha. Rồi, chào mừng anh em trở lại với đợt cá thủy sinh ngày 19 tháng 4 của shop Beta Bình Dương. Long có một cái bầy Marble Blue Rim. Thì nói chung cái bầy này thì bây giờ trống này nó đủ size rồi, nhưng mà mái nó còn khá nhỏ cho nên là Long chưa có chia cho anh em được ha. Thì cái đợt cá hôm nay sẽ có Nemo và Red Fancy nha anh em. Còn nếu mà anh em nào thực sự là thích cái dòng Marble này, muốn lấy thêm một vài em thì chúng anh em có thể kết hợp, mỗi dòng mình lấy một ít cũng được, cứ đủ 10 con là Long sẽ ship và Long sẽ bao ship cho anh em luôn. Thì bây giờ mời anh em cùng đi xem những cái bầy Nemo và Red Fancy ha. Rồi, thì đây là cái bầy Nemo của Long nè. Đây là một bầy ha. Thì nói chung khi mà thủy sinh á thì tại vì Long cũng đăng bữa giờ rồi, thì cái mớ mà còn lại chưa có bán á thì giờ màu nó lên càng đậm thôi. Đó, ví dụ như những con này. Đó, thì nhưng bây giờ mình mua thì cái màu nó sẽ đậm hơn hồi trước rất là nhiều anh em ha. Gần như là full màu luôn rồi. Nói chung là gần như thôi, ví dụ cũng có những con nó chưa full lắm, nhưng mà trong một cái lô 10 con thì mình sẽ lấy là nói chung anh em thấy là hình ảnh thực tế nè. Long sẽ bắt mấy con này ra cho anh em đây ha. Màu rất là tốt luôn. Rồi mình qua quay cái bầy khác nè. Rồi, thì đây là cái bầy Nemo tiếp theo. Tại vì Long đang quay lúc trời nắng cho nên là Long phải bắt ra thau, chứ ở ngoài hồ nó nắng quá. Nắng vừa chói. Ok, thì anh em thấy là cái màu nó như thế này anh em ha. Thì cá này là cá mình làm giống được luôn. Ví dụ như có những con màu nó rất là tốt như con này đây. Đó, thì còn cái chuyện ép á, thì chúng anh em dưỡng thêm. Tại vì size thì không phải size nhỏ, nó cũng tầm 3 cm trở lên hết rồi. Nhưng mà mình muốn ép thì mình dưỡng thêm. Chứ khi mà mình mua là mình mua con cá đẹp, chứ không phải là mình mua cái trứng. Cái trứng thì mình dưỡng mấy hồi. Đây là Long toàn lấy cá tơ, cá mới nhú, khoảng giống như là người mình mà khoảng 16, 17 tuổi chứ không được 18 nữa. Chứ không phải là cá già, cho nên là anh em muốn ép thì anh em dưỡng. Nói chung tùy con, có con anh em dưỡng 1 tuần, có con anh em dưỡng 1 tháng. Đó, chứ không phải là một có 30k một con thì Long không thể vừa đảm bảo là căng trứng ép liền rồi là đẹp nữa. Đó, thì nói chung là mình sẽ dưỡng từ 1 tuần cho đến 1 tháng tùy con ha. Cá này thủy sinh lúc đầu mình nuôi chung, rồi sau đó mình tách ra mình ép làm giống là chuẩn luôn. Ok, chỉ có 30k một con thôi. Rồi, thì đây anh em thấy là Long có một cái bầy Red Fancy. Mà thực sự là Long có tới 3 bầy lần, chứ không phải một bầy. Đây Long chỉ quay mẫu ở trên cái hồ này ha. Chút xíu nữa mình ra mình quay hai cái hồ kia. Rồi, thì đây ha. Đây là những cái em Red Fancy. Đây, khi mà Long ship cho anh em thì Long sẽ lấy những cái con ở trên cái dĩa này nè. Đó, để Long đổ ra cho anh em xem nha. Nếu như mà nước cạn quá thì YouTube nó sẽ bắt, nhưng mà Long đảm bảo cho anh em là coi như là Long bao star nha. Đó, 100% là có star. Đó, thịt thì đỏ rực và có star. Thì có con là thịt đỏ, có con là còn dính vảy. Chung là hàng 35k thì có con thì còn dính vảy, có con thì là thịt đỏ. Nói chung là một nửa vảy, một nửa đỏ nha anh em. Một nửa đỏ, một nửa vảy. Tức là một nửa, tức là 50% là nó sẽ còn nhiều vảy, 50% là nó còn dính vảy, và 50% là nó lột thịt luôn. Đó. Ok. Thì Red Fancy là 35k. Bây giờ Long sẽ đi quay những cái hồ khác này. Đây. Hai cái hồ ngoài đây là nắng quá với lại là mới cho ăn no cho nên là tụi nó đã trốn hết trơn rồi. Nhưng mà Long vén cái rong ra là anh em thấy nè, đỏ rực luôn ha. Hơi nắng anh em thông cảm, tụi nắng và ăn no cho nên là tụi nó trốn hết trơn rồi. Bầy bên đây cũng vậy đó, bên đây là nó còn bị meo nữa nè, bị bên đây nó còn bị rong nữa, rêu bên đây nó còn bị rêu nữa nè, nhưng mà thịt cũng đỏ rực luôn đó. Cái rêu này thì nuôi ngoài nắng cho nên là nó bị không có diệt được anh em ha. Đó, ok. Rồi thì đây là Long có một cái thau mẫu nè, một thau này Long soạn cho khách nè. Thì ở trong đây có, nói chung anh khách lấy cũng nhiều dòng,
có cả Marble nè, rồi Nemo, Red Fancy, rồi Fancy Cooper Cam nữa. Thì nói chung Marble thì Long cũng có rồi, nhưng mà máy thì nó hơi nhỏ, thì Long bắt cho khách thì những cái con máy lớn nhất rồi. Thì nếu mà anh em lấy Marble thì Long vẫn có, nhưng mà nó sẽ không có được size bự ha. Marble anh em phải, nếu mà anh em lấy Marble thì sớm nhất cũng phải là 1 tháng anh em mới ép được ha. Còn Fancy Cooper Cam thì Long cũng hết hàng rồi, đây Long lấy cho anh khách thì Long hết hàng luôn rồi. Đó, thì nói chung mẫu á, là khi mà anh em lấy nó sẽ có khi mà anh em lấy hỗn hợp thì nó sẽ có như thế này đây. Cứ 10 con là Long sẽ ship một lần ha. Ở trong đây có máy coi Galaxy nữa. Đó, rồi Red Fancy thì trong đây cũng có Red Fancy luôn. Ok, bây giờ Long sẽ đi đóng cái thau này cho khách. Rồi còn anh em nào chốt cái dòng này thì cứ nhắn tin Long để mà chốt đơn ha. Trong đợt cá mới thì Long sẽ công bố kết quả mini game của đợt cá cũ anh em ha. Cái tờ 20.000 hôm bữa nè. Để Long mở ra nè. Đó. Cái này là mini game đợt cá ngày 16 tháng 4 thì phải. Đó. Ok, thì là số 11 nha anh em. Thì những cái bình luận nào mà dự đoán trước ngày 18 tháng 4 không chỉnh sửa và có dự đoán đúng với số 11 á, thì liên hệ với Long để nhận giải ha. Giải thưởng sẽ là một cặp Nemo và một trống coi Red Cooper nha. Thì trong cái video đợt cá mới lần này thì mình lại tiếp tục tặng cá tiếp, giải thưởng nó cũng là một cặp cá Nemo với một trống coi Red Cooper tiếp anh em ha. Ok, thì mình luật chơi như cũ đó, anh em nhìn kỹ cái tờ tiền này nè ha, luật chơi như cũ thôi. Cái cú pháp thì anh em làm theo cái mẫu ở trên này. Anh em nào dự đoán cái cú pháp nó không có giống cái mẫu ở trên này thì Long không tính cái bình luận đó ha. Và thêm một điều nữa là cái bình luận của mình á, là không được chỉnh sửa nha anh em. Ví dụ anh em có đổi ý hay là gì đó thì anh em mình hãy xóa cái bình luận cũ rồi mình bình luận lại một cái bình luận mới là ok, chứ khi mà anh em chỉnh sửa cái bình luận là Long không tính nha. Đó, có hai điều lưu ý là Long không có chấp nhận là chỉnh sửa bình luận, và cái bình luận của mình không có đúng như cái mẫu mà anh em thấy ở trên đầu đây. Đó, thì anh em nhớ bình luận theo đúng cái mẫu ở trên đầu này ha. Mình chơi nhiều rồi thì cũng nhớ rồi. Mỗi người dự đoán một số thôi, một số điện thoại thôi. Ok, thì hôm nay là ngày 19 tháng 4 thì sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 4 ha. 19, 20, 21 đó, nên tức là anh em dự đoán tới trước ngày 21, từ ngày 22 tháng 4 trở đi thì Long sẽ không tính bình luận nữa ha. Rồi ok, và mình chấp nhận bình luận trùng, tức là anh em bình luận ví dụ có 4-5 người dự đoán đúng cái số series tờ 10.000 này thì Long sẽ trao 4-5 phần quà luôn. Bao nhiêu người đúng là Long cũng trao đúng số quà luôn, miễn là anh em mình làm đúng cú pháp nè, mỗi người bình luận một số thôi nè. Rồi chúc anh em may mắn nha.